Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn điều đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn điều đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, Tết của thiếu nhi và cũng là tháng mới. Em đưa một lúc hai sản phẩm lên kênh, đều là của hãng Sony. Một chiếc bên tay trái các bác có mã là Sony CFS1177S. Chiếc này đã từng bán ở trên kênh một hai lần rồi. Và chiếc này thì cái phần âm sắc của nó nghe rất là ok. Và chiếc thứ hai là bên tay phải em. Chiếc này là chiếc 1055S. Chiếc này thì em cũng đã từng bán rồi. Và còn hai sản phẩm trên thì hình thức của nó còn rất là đẹp. Và đặc biệt là chiếc Sony 1055S này, có thể nói là độ mới của nó lên khoảng tầm 90%. Riêng dòng Sony thì các bác phải biết là để tìm được những chiếc mà nó còn lớp mạ này này, nó còn đẹp ấy, đẹp thì gần như là rất là hiếm á. Đấy, con này nó còn là băng dính với chiếc bóc vào này. Đấy, bác nào mua về thì bóc ra. Đấy, chiếc bê các bác còn rất là vàng. Đấy, các nhìn nhá, quay chi tiết cho các bác xem. Phần nhựa của nó thì em đã dùng cái chất gọi là chất bảo quản nhựa, dưỡng nhựa, lau lại cho nó phục hồi cái nhựa cho nên cho nó đẹp. Đấy, chiếc thứ nhất. Và chiếc này là có giá là 2 triệu đồng. Tiếng chiếc này vô cùng hay. Đấy. Bởi vì Sony thì các bác biết rồi, sử dụng công nghệ Megabass cho chất âm rất hay. Và chiếc thứ hai là chiếc Sony 1177 đây. Chiếc này thì độ mới của nó thì em nghĩ cũng còn là tương đối thôi ạ. Đài thì đẹp. Chiếc Megabass còn rất là vàng. Tổng thể thì hình thức của chiếc đài rất đẹp. Em quay một video 4K vì thế nên là cái thời gian quay cũng như là cái dung lượng quay sẽ tương đối hạn chế. Vì thế nên là sẽ cố gắng quay nhanh nhất trong thời gian khoảng hơn 10 phút, bao gồm có cả giới thiệu và test tính năng của chiếc đài cho các bác. Đấy. Đài này thì em bán cho các bác với mức giá là 2 triệu và một cái này là 2 triệu 3. Cái 1177 là 2 triệu 3. Giá trên là chưa gồm phí vận chuyển. Các bác mua hàng thì hoàn toàn không phải cọc tiền, không phải trả tiền trước. Các bác chỉ cần ưng sản phẩm, em sẽ gửi đài đến tận nơi. Các bác nhìn cái lớp mạ bên trong nó còn rất là mới nhé. Cam kết sản phẩm là zin chưa sửa mạch. Các bác có thể tháo đài ra kiểm tra thoải mái nếu như biết tháo. Đấy. Hai chiếc này thì còn rất là đẹp. Một chiếc là 2 triệu 3 và một chiếc là 1 triệu một chiếc là 2 triệu 3 và một chiếc là 2 triệu. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay ở phần trên cho các bác nhé, sau đó thì test cho các bác để các bác xem. Đài thì là cam kết bác là không sơn không tút nhá, không sơn tút tát đài, đài nguyên bản, hình thức đẹp. Giá chiếc 1177 này là 2 triệu 3 và giá chiếc 1055 này là 2 triệu. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem cái phần cửa băng của nó này. Các bác nhìn này, cái nhựa cửa băng của nó cực kỳ mới này. Đấy, thấy chưa, rất là mới nhá. Đấy. Kể cả cái con 1177 này thì nhựa nó sáng trắng trắng bóc luôn ạ. Đây, chữ Sony của nó cực kỳ mới bạn nhé. Đây, cả hai bên này chữ Sony rất là mới. Con này còn cả tem zin luôn ạ. Các bác mua sản phẩm thì được tặng một cuốn băng để test đài này. Một cuốn băng test đài. Ngoài ra thì tặng các bác một dây line in và dây nguồn của nó là dây nguồn zin luôn. Đấy. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi mua. Địa chỉ số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và bên em có ship hàng toàn quốc, ship code luôn ạ. Nghĩa là các bác không phải cọc, không phải trả bất kỳ một chi phí gì trước. Đài sẽ được đóng hộp gửi tận nhà các bác. Các bác ưng, các bác mở hộp ra kiểm tra thoải mái, cắm điện, test tất cả các tính năng của nó, sau đó thanh toán tiền cho bưu điện. Bên em dùng dịch vụ ủy thác thanh toán bằng hình thức thu cốt. 5 năm qua thì sản phẩm bán toàn là dịch vụ cốt đấy ạ. Và các bác cũng không nên ham rẻ để mất tiền oan, bởi vì có rất nhiều bác đã gọi điện cho em nói là mua sản phẩm giá rẻ nhưng mà thực ra khi mà chuyển tiền cho nó rồi thì là nó không gửi hàng. Các bác hãy cảnh giác bởi vì giờ lừa đảo rất là nhiều. Đấy. Và bây giờ em chuyển sang phần test nhá, test tính năng của nó cho các bác cùng nghe. Ta sẽ test chiếc thứ nhất, chiếc bên tay phải của bác đây, tay trái của bác đây, với một ca khúc là Loài Hoa Không Tên của Tuấn Vũ. Em đã chuẩn bị chương trình sẵn rồi.
tàn hoa gì đó em. Xin trả lời rằng hoa nở không tàn mang tên tình anh. Trên bước đường trần làm kiếp hoa đơn, trong tâm khám người đời là kiếp không tên. Nên hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thí sinh. Kể chuyện người nghe, hoa tuyết chính tình thiếu phù thuở chốn địa đầu, người cuối sông tuông chờ chờ đứng giữa trời thành đá ôm con. Cho nhân thế bùi ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời. tính năng radio chiếc đài này, bởi vì test cái nào test xong chiếc đó em chuyển sang chiếc tiếp theo.
và trước khi test thì sẽ giảm dung lượng ánh sáng của nó xuống một chút để cho phần da được rõ nét nhé. À, phím chức năng ở đây, để đây là nghe băng này, và gạt lên giữa đây là nghe radio này, và gạt trên là line in thì các bác cắm cổng hoa sen 3.5 ở đây. Cổng này em sẽ gửi kèm cho các bác nào mua đài đều tặng hết đấy. Và mình chuyển đến tắc radio này đấy. Cùng với những câu chuyện giai thoại về danh nhân khoa bảng tiến sĩ quan ngự sử Phùng Bá Kỳ, ngày nay tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc còn nhiều dấu tích minh chứng về dòng họ Phùng Văn nổi danh cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 tại nhà thờ họ Phùng Văn. Xin được phép kết nối đến chị Vũ Hà đang ở Hà Nội ạ. Xin chào chị Vũ Hà. Xin chào chị Vũ Hà. VOV Talk hay VTC Now và nhiều ứng dụng khác để được nghe đài tiếng nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng internet hoặc 3G. VOV thế giới thông tin âm nhạc và giải trí luôn luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu. Con này nó là FM full bản là 8, bắt rất dài quá. Sẽ test nhanh các bạn ạ. Bởi vì trong khuôn khổ video có giới hạn thì đăng tải video rất là lâu. Mưa khuya hát nhiều xuyên qua mảnh tình ngăn cắt rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thường hình bóng cũ xa xưa. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn. Đèn vàng nhòa thương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tôi báo. Em ơi báo vui nhưng vô tình sẽ nặng tim anh. Bao nhiêu ước mơ này phai tàn tình vàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ đài. Xin kết thúc video test và giới thiệu hai chiếc đài tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em giới thiệu như thuyết trình các sản phẩm về đài cassette tuyển chọn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và ngoài cái hai sản phẩm đài cassette ở trên thì em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác một số những sản phẩm cũng như là mẫu băng bên em đang có để cho các bác tham khảo thông tin thêm. Về băng cassette thì bên em có hai sản phẩm chính băng. Một là băng có chức năng Bluetooth. Băng này thì các bác thích nghe bài gì cũng được. Và một sản phẩm thứ hai nữa là cái băng băng này là những sản phẩm băng mới, mua mới tinh, và sau đó thì em thu tuyển chọn các ca khúc hay vào đây. Thế thì về cái băng thì nó có rất nhiều mức giá. Về cuốn băng mà sử dụng băng từ này, băng mà
Bluetooth này là cuốn băng mà em vừa test đài đây cho các bác đấy. Thì cuốn băng đấy là 550.000 một cuốn. Cuốn băng này nó kết nối được với điện thoại di động và cho ra chất âm vô cùng hay. Và một cuốn băng tiếp theo mà muốn giới thiệu các bác đó là cuốn băng từ bình thường. Băng này là băng tép 1. Nếu như mà băng thu tuyển chọn thì là giá là 250.000. Thế còn băng thu bình thường theo chủ đề có sẵn thì giá là 150.000. Băng này là băng 60. Đấy. Và các bác nhìn thấy là mẫu mã bìa thì em thu làm rất là đẹp. Và xin giới thiệu thêm hai phần ngoài chủ đề hai chiếc đài. Đấy thì xin giới thiệu thêm để các bác quan tâm đến thì hãy liên hệ với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Chủ đề có sẵn thì đang có là chủ đề đôi mắt người xưa, ngoài ra có Phương Thảo, Thanh Tuyền và Tuấn Vũ. Xin kết thúc video test và giới thiệu cả sản phẩm băng dẫn đài tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bác tháng mới có nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.